Hello các bạn, bữa nay mình đi UBC Botanical Garden, tức là UBC vườn bách thảo ha. Còn có thể gọi là thảo cầm viên. Mình đang quay từ cho các bạn xem. Đây là những cái áo màu cam được cắm tại giữa con lương hai bên làng đường đi đến dẫn đến UBC. Những sinh viên ở đây họ đã cắm những cái áo này ở đây để tưởng nhớ tới những em bé, những học sinh, các thiếu nhi đã bị các ông cha giết hại. Người ta tưởng nhớ tới các em, hình như cũng gần cả ngàn em. Các em bị chôn dưới các trường tiểu học. Và đây cũng là do các em sinh viên tự nguyện, họ cắm những cái áo ở đây. Mình đã quay và chạy hết một đoạn đường dài như thế này trên xe 80 km/h, mà trong vòng khoảng coi như là đoạn đường này dài chắc cũng khoảng cỡ 2 phút mới hết những cái áo này nha. Chứng tỏ là rất nhiều nha, rất nhiều các em học sinh, các em thiếu nhi bị giết hại, nhất là những em đó là người da đỏ, của người bản xứ của tại Canada này đó. Rất là nhiều và rất là khi mà mình nhìn tới là ai cũng rất chi là phẫn nộ. Tại vì các em đó là những thế hệ tương lai của sau này, nhưng mà giết một cách thật sự rất là dã man. Cái UBC Botanical Garden nó đóng cửa rồi. Thế là mình quay xuống, mình đi xuống dưới biển này, đi xuống dưới biển này mình xem. Thật sự khi đi mình cũng chả biết biển này là tên gì nữa chứ. Để xuống dưới rồi mình coi này là biển gì nha. Rất là dốc nha các bạn. Mình đi xuống để cho các bạn xem nè. Này nó cũng theo mình nghĩ đoạn đường dốc này dài hơn cái đoạn đường hôm trước mình đi ở bên cái đập thủy điện Cleveland ha. Đó, đây là phía dưới là có nghe tiếng suối róc rách chảy ở dưới này. Hôm nay trời cũng mát chứ cũng không có nóng lắm. Bữa nay mình nghĩ chắc còn khoảng chừng 22 độ gì đó, 22-23 độ gì đó. Cũng trời cũng mát mát thôi. Bây giờ là khoảng cỡ 11 giờ trưa hơn. Ở dưới này mình có thấy nhìn giống như là cái ống cống, nhưng mà thật ra là đó là cái ống để họ bắt cái nước nó chảy xuống thôi, nhưng mà nó vẫn là nước suối chảy nha các bạn. Đó. Nước suối đó nghe nó róc rách rất là hay. Ồ, nước trong dữ lắm nha. Nước thiệt là trong luôn á. Cái này người ta gọi là nước chảy đá mòn ha. Mình nhìn thấy những tảng đá đã bị bào mòn ở dưới này nè. Cây dương sỉ rất nhiều, công nhận ở đây rất là nhiều cây dương sỉ. Mà nói chung là cái con đường này họ đã được họ xây kỹ càng rồi. Nói chung là đi thì ở trên đoạn đường này mình thấy rất nhiều cái con đường mòn để mà đi xuống dưới biển. Nhưng mà mình thấy cái đường này nó có cầu thang xây xi măng, rồi có cái lan can để mình có thể nắm tay vào thì nó an toàn hơn. Đây là biển Rat Beach. Biển này nằm ở rìa Đại học UBC trong công viên vùng Thái Bình Dương. Bãi biển này là nơi dân ở Vancouver, bao gồm cả sinh viên đại học, có thể đến nếu họ muốn khỏa thân tắm nắng. Mặc dù mọi người phải đi lội bộ xuống nước khá xa để bơi vì nước rất nông, nhưng bơi ở đây lúc nào cũng đẹp và rất là sảng khoái. Chất lượng nước tại bãi biển này do Metro Vancouver và Hiệp hội Công viên Tâm linh Thái Bình Dương cùng nhau giám sát nơi đây. Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn tận dụng tối đa chuyến thăm của mình đến bãi biển Rat trong trường hợp bạn quyết định kiểm tra nó. Thứ nhất là hãy đi vào những tháng lạnh hơn nếu bạn muốn đến bãi biển Rat nhưng không có tất cả người trần chuồng. Thứ hai, đừng chọn học tại đây UBC chỉ vì đây là một trong những cơ sở giáo dục sau trung học duy nhất, ít nhất là ở Bắc Mỹ, có bãi biển. Tùy chọn quần áo riêng. Đó là một trường đại học hạng nhất, ngay cả khi không có tính năng độc đáo này.
Thứ ba, nếu bạn đi theo con đường quần áo tùy chọn, đừng quên đem kem chống nắng nha. Vì đây nắng gắt dữ lắm. Thứ tư, đừng nhìn chằm chằm, chụp ảnh hoặc làm bất cứ gì không phù hợp, có thể khiến cho những người khác ở trên bãi biển cảm thấy khó chịu. Hầu hết những người mà tùy chọn quần áo, bạn sẽ thấy không phải là những người theo chủ nghĩa trưng bày, họ là những người theo chủ nghĩa tự nhiên. Vì vậy họ dành cho chính họ chứ không phải để giải trí cho người khác. Vì vậy mình không nên lấy máy ảnh hoặc nhìn quay hoặc là nhìn chằm chằm hay là chụp họ nhé. Thứ năm, một trong những hoạt động phổ biến nhất tại bãi biển Rec là bơi lội. Ở đây có cái biển để là sau cái chỗ này là mình cái cầu thang ở trên là mình có thể mình cần phải mặc quần áo, nhưng mà khi tới từ cái bảng này đổ xuống là mình muốn mặc thì mặc, không mặc thì có quyền không sao hết nha. Các bạn cần biết rằng nước khá lạnh quanh năm, ngay cả trong mùa hè. Nhớ đừng nhảy xuống nước từ trên cao, vì có thể có những tảng đá chìm ẩn dưới bề mặt không thấy được đó, rất là nguy hiểm nha. Động vật hoang dã cũng có thể được tìm thấy, hoặc mặc dù điều đó khó xảy ra, rất ít. Không tiếp xúc với động vật như sứa để có các biện pháp phòng ngừa an toàn, vì sứa sẽ gây cho bạn bị đỏ mẩn lên, ngứa lắm, rất là khó yên, phải chờ có người đem tới giúp mình chữa trị nha. Tại ở đây là rất là sâu và cao. Thứ sáu, có rất nhiều hoạt động thường niên diễn ra tại bãi biển Rec này. Chẳng hạn như bơi lội của gấu Bắc Cực. Điều này diễn ra vào ngày 1 tháng 1 hàng năm và nhiều sinh viên UBC tham gia vào hoạt động này. Khi mọi người ở Vancouver mà đề cập đến bãi biển sát tàu này, tức là Rec Beach, họ thường nói là gọi bãi biển này là đường mòn số 6. Đây được coi là bãi biển chính. Bãi biển Rec là bãi biển quần áo tùy chọn, bạn có muốn mặc thì mặc, không mặc cũng được. Đầu tiên và duy nhất của Vancouver, nó được coi là một trong những bãi biển tốt nhất để trải nghiệm văn hóa và rung cảm đối với Vancouver. Bãi biển có tầm nhìn tuyệt đẹp ra đại dương và bầu không khí tại bãi biển này vào mùa hè chắc chắn là có một không hai nha. Hầu như lúc nào bạn cũng có thể nghe nhạc sống ở bãi biển này, và những người đi ở bãi biển này nói chung là rất là thân thiện nha các bạn. Trong khi ban đầu mọi người thường lui tới bãi biển này vì nước nông và vắng vẻ, bãi biển ngày nay rất nhộn nhịp vào mùa hè. Vào những ngày hè có rất nhiều người bán đồ ăn thông thường bên bờ biển như đồ trang sức, đồ lưu niệm và xúc xích, cũng như những người bán hàng táo bạo hơn, bán những thứ độc đáo như bánh mì kẹp thịt kỳ lạ, nấm ma thuật và những thứ không hề vô tội, bánh nướng. Mặc dù hỏa hoạn, ma túy và rượu là bất hợp pháp trên bãi biển này, cũng như bất kỳ bãi biển nào ở đất liền thấp hơn, giống như ở hầu hết các bãi biển, chúng vẫn xảy ra. Tuy nhiên, cảnh sát tuần tra bãi biển này thường xuyên trong những tháng mùa hè, và họ luôn mặc quần áo đầy đủ. Vì vậy, tình trạng ồn ào luôn được kiểm soát phần nào. Mặc dù mọi người phải lội bộ xuống nước khá xa để bơi vì nước rất nông, nhưng bơi ở đây lúc nào cũng đẹp và sảng khoái. Chỗ đậu xe hơi khó tìm chung quanh khu vực đường biển vào mùa hè nha. Vì vậy, việc sử dụng phương tiện công cộng rất được khuyến khích, như xe bus. Xe bus ở đây cũng chạy nhanh và sạch thoáng mát lắm. Đỉnh của đường mòn số 6 chỉ cách đường vòng xe buýt UBC khoảng 10 đến 15 phút đi bộ là tới. Đi bộ xuống cầu thang đến bãi biển và đi bộ ngược lên thật sự không dễ dàng đối với những người không có vóc dáng chuẩn. Tính chính mình đây, mình đi cũng thấy rất là mệt mỏi nữa. Bây giờ có những nhà nghỉ gần bãi biển. Trước khi có
Những nhà nghỉ trên bãi biển, mọi người phải đi bộ lên cầu thang để đi vệ sinh. Nhưng hãy luôn chuẩn bị tinh thần cho mùi hôi nhé. Trời chiếu sáng, có nhiều nhà cung cấp được cấp phép trên bãi biển chính của Trail 6 bán đồ ăn, thức uống, quần áo, đồ trang sức, massage, chăn ở trên bãi biển và hơn thế nữa chăn, tức là những cái chăn, những cái mền để mình có thể khăn để mình trải ra, mình nằm, mình tắm nắng vậy đó. Hãy mang theo nhiều tiền mặt, bao nhiêu thứ bạn muốn đều có vào bất kỳ ngày nắng đẹp nào nha. Ở đây thì có cầu thang bộ để đi. Nhớ là kiểm tra thời tiết nhé. Vào những ngày nắng bắt đầu muộn, có mây hoặc mưa nữa, các nhà cung cấp không có được đảm bảo. Vì vậy hãy lên kế hoạch phù hợp và mang theo mọi thứ bạn cần để tận hưởng thời gian trên bãi biển này. Đó là một chặng đường dài nếu bạn quên điều gì đó. Với lại nhớ kiểm tra thủy triều trước khi bạn đi bộ dọc theo bờ sông hoặc xuống những con đường mòn để đến Red Beach, để bạn không bị mắc kẹt ở đâu đó giữa hành trình hoặc bị cuốn trôi thiết bị khi bạn đi dạo nhàn nhã trên biển. Thủy triều dâng cao chỉ có nghĩa là vì đôi khi không có bãi biển để đi bộ ở những nơi khác dọc theo khác nhau dọc theo bờ sông á, cũng như bãi biển không bị bỏ lại dưới chân một số con đường mòn. Hãy yên tâm, nếu điểm đến của bạn là bãi biển chính thì đường mòn số 6 này luôn có nhiều không gian cát rộng để bạn có thể tận hưởng ở đó quanh năm, ngay cả khi thủy triều lên luôn. Dự kiến sẽ được giải trí vào các tháng hè từ tháng 6 đến tháng 9 với đám đông có hương vị Mardi Gras. Năm nay do dịch thì mình thấy không có đông lắm, chỉ le que vài người thôi và thậm chí không thấy luôn. Nói chung là ai cũng sợ là dịch đó nên ở nhà để mà tránh lây bệnh. Đường mòn số 6 là vị trí thuận tiện tại cổng số 6 ở cuối đại lộ đại học, đoạn giữa Northwest và Southwest Marine Drive. Để biết vị trí chính xác của đường mòn 6, bạn hãy xem bản đồ đường mòn công viên của khu vực Thái Bình Dương. Lối vào đường mòn được thể hiện rõ ràng nhờ 6 thùng rác màu vàng và xanh lá cây nằm ở đầu đường mòn số 6. Cùng với giá để xe đạp, hai quầy hàng trong nhà vệ sinh thường là có quầy kem, nước giải khát, di động, thường ở đó từ tháng 6 đến tháng 9 nha. Đây là kết thúc đoạn 1, mà mời các bạn theo dõi thêm đoạn thứ 2, cái phần mà mình đi lên nha. Rồi, chúc bạn vui.